Xin chào, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người bài Ngồi Nhìn Em Khóc của Sáo. Đó, bài không không khó lắm, khá là dễ. Thì về phần hợp âm của bài hát nhé, thì bài đấy tông gốc của nó trên tông son chưởng. Đó, hợp âm của nó đầu tiên nó chính là son chưởng. Ngón đây, son chưởng. Tiếp theo là la thứ bảy, một ngón đây, bảy. Tiếp theo là si thứ bảy, một ngón đây. Tiếp theo là si bảy, là một ngón đây. Tiếp theo là đô chưởng, ngón đây. Tiếp theo là rê chưởng, ngón đây. Rê chưởng hoặc rê bảy cũng được. Tiếp theo là mi thứ, một ngón đây. Tiếp theo là mi chưởng, một ngón đây, thêm đây, mi trưởng. Tiếp theo là mi trưởng, hết rồi đấy, hợp chưa, thế thôi. Rồi mình sẽ nói qua một tí về phần điệu bài hát nhá, còn tí mình sẽ đánh mẫu để cho mọi người dễ hình dung nó như nào cả. Thì đoạn đầu mình sẽ cho một điệu nó khá đơn giản, nó như này: ngồi nhìn em khóc mà lòng mình như đâu, ta tưng ta tưng ta tưng ta tưng ta tưng ta ta tưng ta ra. Đó, mình sẽ chơi một điệu thế khá đơn giản, mình chỉ chập các dây 3 4 3 2 cùng lúc được. Ngồi nhìn em không mà lòng mình như đông, chập nghỉ mỗi âm tại bài này trên nhịp 2 4 mà thế thôi. Sau đấy thì mình sẽ giải với tiết tấu là 3 4 2 3 4. Còn những hợp âm nằm bát là dây 4 ấy, nhiều rê trường này, thì mình sẽ đánh là bát 3 2 1 3. Đó, ngồi nhìn em khóc mà lòng mình như đông, ta tưng ta tưng ta tưng ta tưng ta tưng ta. Đó, nó sẽ như thế. Đến đoạn điệp khúc lần nữa thì mình sẽ quạt với tiết tấu là, ví dụ kiểu bài này trên nhịp 2 4 không thì sẽ là đô đến rê, thì đô mình sẽ gọi là hợp 1, rê mình sẽ gọi là hợp 2. Ví dụ thế thì mình sẽ quạt với tiết tấu là đô là xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ nghỉ, rồi xuống rê mình sẽ quạt là lên nghỉ lên, xuống nghỉ xuống lên. Đó, nếu bạn nào mà chơi đàn một thời gian rồi thì sẽ biết đây là điệu ballad chia đôi chúng đó. Ví dụ si thứ với mi thì mình sẽ quạt là xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ nghỉ, đến mi mình sẽ quạt là lên nghỉ lên, xuống nghỉ xuống nghỉ xuống lên. Nhưng nếu mọi người thấy khó quá, mọi người có thể sử dụng một kiểu khác, đó chính là quạt như này, mỗi âm quạt một lần là được, là xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ xuống lên. Đó, xuống nghỉ nghỉ nghỉ, xuống nghỉ xuống lên. Đây là phiên bản nó dễ hơn cho những bạn mới, còn bạn nào một cái quạt quen kiểu ballad chia đôi rồi thì dùng luôn ballad chia đôi hết thôi. Bây giờ mình sẽ sang phần đánh mẫu nhé. Oh,